Ok, thì hiện tại cũng phải tầm lâu lắm rồi mình không đăng một video có tiếng nha. Chắc là cũng phải tầm 1, 2, 3, 4, 6 and a half hours later. 5, 6, 7, 8. Cũng phải được tầm 2 tháng rồi. Và chúng ta cùng chơi Minecraft Trial thôi. Ok. Và đầu tiên thì các bạn sẽ hỏi tôi là hỏi mình là tại sao mình lại chơi Minecraft Trial mà không chơi Minecraft thật. Thì cái lý do nó hơi gọi là nó không biết miêu tả như nào nhưng mà khó chịu một tí. Đó là khi mà mình vào Minecraft ấy thì nó báo là game lỗi các thứ. Ừ đấy, thằng bạn mình vẫn chơi được nhưng mà mình tải về mình không chơi được. Thế là nó thế là mình cũng tức quá mình xóa luôn rồi và mình bây giờ là chơi tạm trial. Lại phải làm lại từ đầu, đi chặt cây, xây nhà, sau đó thì nhìn nó khá giống cái map cũ nhỉ. Mình từng chơi trial bao giờ chưa? Nhảy, nhảy, nhảy đi. Ok, nhìn cái map này cũng khá quen. Sói, 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 nhưng mà mình không có xương. Ồ, chặt hết đống này chắc cũng phải tốn cả buổi sáng nhỉ. Xong tối chạy quái nữa, thôi hết thời gian chơi 90 phút. Từ này gỗ chắc cũng đủ rồi nhỉ. Đủ không? Nó có đến thời gian không? À nó có đến. Được rồi. Trước nó còn hiện cái thời gian ở trên cơ, nó còn thoải mái. Bây giờ tự nhiên lại không cơ. Chạy. Mình nghĩ là tìm một chỗ rộng rộng ở đấy xây nhà chắc sẽ được. Chỗ này có vẻ rộng ấy. Xem nào. Ở đây đi, chỗ này rộng này. Được rồi. Đầu tiên mình cần làm là làm đổ hết gỗ, đổ hết gỗ, đổ hết gỗ. Sau đó mình sẽ làm một cái bàn chế tạo đúng không? Ừ rồi. Sau đó thì chế tạo này. Tự nhiên lại phải đi chơi lại từ đầu. Cáu thế chứ. Xem nào, bây giờ mình theo như mình biết về một cái mới thì mình chỉ cần được từng này đúng không? Thêm nữa thì nó cũng hơi thừa nên thôi, còn lại dùng để vào xây nhà đi. Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày đâu. Ấy giờ mới nghĩ ra giết kiều thì còn có cái thứ để tối đi ngủ, còn có lông tối đi ngủ không thì chết. Đêm dài sằng giặc nó mệt lắm kêu kia. Bây giờ thấy kiều mình chạy như ma đuổi. Đủ để làm sườn rồi. Xem nào.
Ừ, xây nhà này chắc cũng khi được ấy. Đã hết gỗ rồi. Nhanh thế. Ok, tin buồn. Nhanh lên trước khi tôi ngạt thở. Ok, lùi ra đằng sau một tí. Thế cho nó dễ căn. Xong bây giờ đi chặt tiếp cây. Sáng mà không xây xong nhà chắc chết. Ok, trời vừa tối thôi mà sao tự nhiên bây giờ đã tối rồi? Cái gì đây? Giường của tao đâu? No. Mình sẽ đào đất. Mình sẽ chui dưới đất. Mình sẽ tự tử dưới đất. Ok. Cảm ơn Creeper đã giúp tao đào đất. Cái gì đây? Nãy mình vừa thoát lên được một tí thôi mà. Ông trời hay thật. Tự nhiên này muốn giết mình. Ok, độ thổ. Con zombie khốn nạn. Và bây giờ mình sẽ phải ngồi đây nguyên một buổi đêm, cho tới bao giờ mặt trời lại mọc. Mình thề là mình vừa mới chế tạo giường xong. Đùa. Xong rồi mình out game ra. Đều thật đấy. Hay là mình nghi một việc. Liệu có phải là ai đó triệu hồi khá mảnh mua quạt thổi bay mặt trời không nhỉ? Mà thôi kệ đi. Có lẽ là mình sẽ dừng tập này ở đây. 10 phút cũng là đủ cho các bạn xem rồi. Tạm biệt. Thôi, chả phải nói tạm biệt làm gì.